Xin kính chào quý anh chị em quay trở lại kênh của Em Tới Ô Tô. Tại địa chỉ cơ sở 2 số 17 đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đối diện với bến xe Mỹ Đình. Xin giới thiệu mọi người con xe Toyota Fortuner 2021 đăng ký cuối tháng 4 thưa quý vị. Vâng, con xe còn rất mới, mới chạy được 800 km. Bên em vừa mới lấy về từ trong Huế đi ra trong đêm. Một siêu phẩm. Thì một con bản mới này thì nó đã hoàn toàn nó là form mới rồi thưa quý vị. Dạng đèn phía cụm đèn trước của chiếc xe Toyota Fortuner này nó là dạng đèn LED và được thiết kế có chân viền. Với phần đầu lưới tản nhiệt của nó đã được thay đổi thành form mới. Dạng đèn LED gầm thưa quý vị. Đặc biệt là cảm biến trước hai góc có sự khác biệt so với form cũ. Vâng, là răng đúc thưa quý vị nhá, 17 inch ạ. Chiếc xe rất mới, thay vào đó là dạng của chiếc xe này nó hoàn toàn nên một siêu phẩm mới thưa quý vị. Phần tay nắm của chiếc xe nó được mạ cờ rôm và có nút bấm thông minh. Một chạm, quý vị xuống, quý vị không cần phải bấm chìa khóa, có thể bấm cửa và mở cửa lên xuống, khóa cửa. Chiếc xe mới về bên em rất mới, trang bị mới, công nghệ mới, hiện đại. Vâng, mời quý vị coi qua chiếc xe. Dạ, chiếc xe thì hoàn toàn các cụm đèn của chiếc xe nó là dạng LED. Nó không còn giống form cũ. Xe được tích hợp camera lùi với lại cảm biến lùi thưa quý vị. Chiếc xe rất mới. Vâng, em nhấn mạnh là chiếc xe rất mới. Em quay cho quý vị coi phần nội thất của chiếc xe. Chiếc xe rất cực kỳ đẹp luôn. Vâng, chiếc vô lăng xe được bọc một lớp da dáng thể thao 4 chấu, vô lăng tích hợp bàn phím. Ghế da thì bản cũ thì nó có một bên ghế điện, còn bản này nó sẽ lên hai ghế điện thưa quý vị. Máy thì vẫn vậy. Vâng, đây quay chi tiết hơn cho quý vị coi. Xe thì có tắt bật cảm biến trước sau, gương ghế kính hậu đều là loại chỉnh điện thưa quý vị nhé. Vâng, chiếc xe không còn điểm gì chê. Do một đại gia tại Huế không có nhu cầu nên để lại cho bên em. Vâng, dạ, km 1720 km, mới đánh từ trong Huế đi ra. Điều hòa hai vùng độc lập, có chế độ auto, màn hình 7 inch thưa quý vị nhé. Mẫu mã mới, đồng hồ mới, nó sẽ được thiết kế một kiểu dáng mới rất hợp lý, rất đẹp. Nội thất cực kỳ đẹp sang trọng. Số tự rộng, máy dầu. Vâng, nếu quý vị có để ý một chút, đó là máy dầu sẽ có 6.000 xoắn, còn máy xăng nó sẽ là 8.000 xoắn. Nó khác nhau ở một điểm ở trên bản đồ, trên đồng hồ thưa quý vị nhá. Vâng, thì chiếc xe được trang bị cải tiến rất là nhiều. Vâng, có đĩa DVD một chạm thưa quý vị nhá. Có mới về nên là bên em chọn luôn thưa quý vị ạ. Vâng, đó, về ngôi nhà có chế độ rảnh tay, kết nối Bluetooth nghe nhạc, đĩa DVD, ổ DVD, USB. Vâng, rất là hiện đại rồi thưa quý vị. Vâng, dưới đây thì có chế độ tiết kiệm,
chế độ trồng trơn và chế độ phun động cơ, chế độ mạnh. Vâng. Đặc biệt xe thì có cruise control giữ làn đường. Xin lỗi, cruise control thì nó là ga tự động. Thì quý vị khi đạt tốc độ mà quý vị muốn để giữ tốc độ đấy trên làn đường thì quý vị sử dụng cái cruise control. Và lẫy chuyển số thưa quý vị nhá. Khi quý vị đang ở trên đường trường, quý vị có thể sử dụng lẫy chuyển số trên vô năng, tích hợp trên vô năng này rất là đẹp. Vâng. Động cơ turbo rất tiết kiệm nhiên liệu, dòng xe Fortuner. Động cơ turbo rất tiết kiệm nhiên liệu, dòng xe 7 chỗ cực kỳ chất lượng. Hàng bán chạy nhất trên thị trường xe Toyota Fortuner. Vâng. Chiếc xe bên em về đã qua kiểm tra. Cam kết cho quý vị là xe không lỗi, không đâm đụng, không tháo bổ máy. Cực kỳ nó lại là xe, một dòng xe nướt vừa mới mua về thưa quý vị nhá. Vâng. Con xe này với giá cực kỳ yêu thương bên em đang bán với giá 1 tỷ hơn một xíu, rẻ hơn gần 200 triệu so với xe mới. Quý vị có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0977 500 055. Hoặc quý vị đến tại địa chỉ cơ sở 1 số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Địa chỉ cơ sở 2 số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vâng. Nếu quý vị đang quan tâm đến dòng Fortuner thì cho em xin một like, một subscribe. Em sẽ ra nhiều video tương tác lại với quý vị thật nhiều. Quý vị có thể liên hệ vào số điện thoại. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui, và kiếm thật nhiều tiền.